các bạn, hôm nay mình cùng nhau tìm hiểu về một loại tiền Pcoin. Thứ nhất giá một Pi hôm nay bằng bao nhiêu tiền Việt Nam? Thứ hai Pi Network, thốt, là gì? Thứ ba Pi có lừa đảo không? Thứ tư dự đoán sự phát triển của Pi trong tương lai. Và cuối cùng là có thể rút được tiền từ Pi không? Chúng ta sẽ đi vào nội dung nhé. Giá Pi không được cố định mà có sự biến động theo nền kinh tế vậy giá một tia network hôm nay bằng bao nhiêu tiền Việt Nam? Cùng tìm hiểu nhé! Nhắc đến Bitcoin chắc hẳn nhiều bạn không hề lạ lẫm trước đồng tiền ảo nổi tiếng đình đám một thời này kỷ lục nhất. Có thể kể đến sự kiện giá Bitcoin lên đến mức kỷ lục 1,2 tỷ Việt Nam đồng Bitcoin đã làm rộ lên cơn sốt đào tiền kỳ thu hút hàng triệu người tham gia. Như đã chia sẻ bên trên, giá trị của đồng kỳ sẽ có sự biến động không ngừng nguyên tắc xác định giá của đồng kỳ Network là thuận mua vừa bán tuy nhiên Hầu hết giá bán của Pi hiện nay vẫn được căn cứ dựa trên khoảng giá cao nhất và thấp nhất của nó trên sàn. Theo cập nhật giá tại trang dataflow com thì giá của một Pi Network hôm nay là 1,7727 USD dựa vào tỷ giá Việt Nam đồng trên đô la Mỹ ta. Có thể ước tính được ra tiền Việt là 40.356 Việt Nam đồng trên Pi. Mức giá này có thể biến động theo từng ngày, từng giờ thậm chí là từng phút chẳng hạn trong 24 giờ qua giá một t network dao động từ 1,7515 năm đến 1,7864 đô la Mỹ, tương ứng với 39.873 đến 40.667 Việt Nam đồng trên pi. Nếu chỉ xét giá trên một pi bạn sẽ thấy sự chênh lệch rất nhỏ thế, nhưng khi nhân lên với số lượng pi lớn thì con số này sẽ hoàn toàn khác. Vậy t network là gì? Pi có thể quy đổi được thành tiền không? t network cũng là một loại tiền ảo có thể khai thác hoặc đào ngay trên điện thoại thông minh mà không cần tiêu tốn nhiều tài nguyên thiết bị như các ứng dụng đào côn khác. Mục tiêu chính của Pi là tạo ra blockchain với Stellar Consensus Protocol, giao thức đồng thuận Stellar, từ đó tối ưu hóa hiệu quả về nguồn tài nguyên, gia tăng độ thân thiện với người dùng thông qua việc sử dụng hệ thống vòng tròn bảo mật của Red. Khác với ứng dụng Electronium, phải tiêu thụ nguồn tài nguyên thiết bị mới có thể giải mã giải mã thuật toán để đào côn hiện nay. Khi đào côn ở P-Network thiết bị người dùng sẽ không hề bị nóng lên. Đặc biệt, quá trình đào côn mỗi 24 giờ có thể thực hiện ngay cả khi bạn tắt ứng dụng hay tắt mạng. P-Network có lừa đảo không? Các nhà nghiên cứu và phát triển P-Network là một nhóm cựu sinh viên tốt nghiệp Đại học Stanford nhóm được dẫn dắt bởi hai tiến sĩ Stanford và một b Stanford tất cả đều giúp xây dựng cộng đồng blockchain tại Stanford. Mục tiêu khi xây dựng và phát triển P-Network là để áp dụng đại trà và nhắm vào một cộng đồng lớn Pi được quảng bá dựa trên sự so sánh giữa điểm yếu của Bitcoin. Với lợi thế của Pi điều này đã vô tình khiến cho một bộ phận nhỏ người chơi tiền điện tử đánh giá đây là trò lừa bịp, bởi người chơi cũng đã mất một số tiền không nhỏ cho các dự án tiền điện tử trước đó. Bên cạnh đó, Pi cũng tuyên bố Pi Network là loại tiền điện tử đầu tiên mà bạn có thể khai thác trên điện thoại. Thế nhưng trước đó đã có đồng Monero, có thể khai thác trên ứng dụng Minerge sự sai lệch về thông tin khiến người dùng dễ nghi ngờ đây là ứng dụng lừa đảo. Tuy nhiên thực tế thì không phải như vậy vậy, nên bạn có thể yên tâm khi đào khôn tại đây. Dự đoán sự phát triển của Pi Network trong tương lai Được khởi động từ ngày 14 tháng 3 năm 2019 với tốc độ khai thác ban đầu là 3,1 Pi suyệt giờ cho đến cuối tháng 12 năm 2020. Số thành viên sử dụng ứng dụng đào Pi đã lên đến hơn 10 triệu người với tốc độ khai thác tăng lên 0,2 Pi trên giờ cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể xác định được thời gian khi được lên sàn giao dịch. Nếu điều này xảy ra, thì mức giá một khi network có thể biến động từ ngày 2 tháng 10 đô la Mỹ trên pi, bởi dựa trên cơ sở đồng thuận giá thì pi đang ở mức khá cao so với các loại đồng coin khác khi so sánh ở cùng thời gian mới ra đời. Tức được đánh giá là một dự án tiềm năng trong tương lai thậm chí nó có thể sẽ thay thế Bitcoin trên thị trường coin vào năm 2022. Địa điểm mua bán kỳ nắng kỳ network trên thực tế vẫn chưa có sàn giao dịch hay mua bán pin và chỉ khi bước vào giai đoạn 3, mainnet số tiền mới được rút vậy nên các hình thức giao dịch được giới thiệu thì chắc chắn là hình thức mua bán khống lúc này người chơi cần đề phòng để tránh mất tiền oan ngoài ra khách hàng cũng không nên giao dịch pi tại các chợ đen bằng việc bán tài khoản bởi cho đến thời điểm này cũng chưa có một ai có thể định giá được pi chính vì vậy nó thêm ẩn rủi ro khá cao có thể rút được tiền từ pi không theo báo cáo của dự án cho biết P-Network có 3 giai đoạn Beta, Testnet và Mainnet, giai đoạn 1 là ngày ra mắt dự án được thực hiện vào năm 2019. Giai đoạn 2 mới được bắt đầu vào tháng 3 năm 2020. Cho đến nay thì đồng khi vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Vậy nên người dùng chưa thể rút được tiền từ khi. Tuy nhiên, người dùng vẫn có hai sự lựa chọn. Trực tiếp mua bán hàng hóa, dịch vụ trả bằng khi với các thành viên cùng hoạt động trên thị trường khi network hoặc có thể rút đổi ti lấy các loại tiền tệ khác sau khi chuyển sang giai đoạn 30 năm, bởi đến giai đoạn này đồng ti đã có mặt trên các sàn giao dịch điện tử. Việc rút hay chuyển ti sang tiền sẽ bị hạn chế cho đến khi ra mắt mê nành để ngăn chặn các hành vi gian lận, không trung thực. Ví dụ, người dùng tạo tài khoản ảo để đào ti network, sau đó chuyển về tài khoản chính để sử dụng. Việc sử dụng ti bất chính từ các tài khoản giả mạo này sẽ bị hạn chế Chia sẻ trên đây là một số chia sẻ về Pi cũng như giải đáp cho bạn câu hỏi giá một Pi Network hôm nay bằng bao nhiêu tiền Việt Nam. Hy vọng rằng bài viết đã giúp bạn có thêm nhiều kiến thức bổ ích. Cuối cùng, chúc bạn sẽ luôn bình tĩnh để giao dịch Pi Network một cách thông minh nhất nhé.